vị khán giả và các em nhỏ thân thương của chương trình Ước Mơ Của Em. Các em ơi, chị Mai Phương thấy rằng là hễ mỗi lần đến với những chương trình văn nghệ thì dường như các em rất là thích thú với những màn ảo thuật, đúng không nào? Và bản thân chị Mai Phương cũng cực kỳ thích luôn á. Và ngày hôm nay thì chị Mai Phương nhắc đến điều này bởi vì chị Mai Phương đã nhận được một lá thư của một bé gái với mong ước là được học ảo thuật. Nhưng mà điều làm cho chị Mai Phương chú ý nhất chính là cô bé muốn học ảo thuật để mà có thể đấu với anh trai của mình. Chà, quả thật ước mơ này vừa dễ thương mà cũng không kém phần gây cấn, đúng không nào? Còn các bạn nhỏ của chương trình thì sao? Chúng ta hãy cùng thử xem học ảo thuật dễ hay khó. Hiệp sĩ Thiên Vương đang đứng trước nhà của bà Khánh Trang. Chúng ta hãy vào trong để thực hiện ước mơ của bạn ấy nhé. Ôi, em chào chị ạ. Cho em hỏi có Khánh Trang ở nhà không ạ? Có em ạ. Dạ, em là hiệp sĩ Thiên Vương của chương trình Ước Mơ Của Em. À, chào con. Con là Khánh Trang. Chú biết được là con có một cái ước mơ rất là hay. Không biết là con có thể nói là cho chú biết được hay không? Dạ, làm ảo thuật gia để phim với anh. Con đi xem người ta biểu diễn vào lúc nào con có thể kể cho chú biết được không? À, con vô học viện ảo thuật ở Victoria, mấy chú làm ảo thuật cho con coi. À, vậy hả? Dạ. Cho nên là con thích ảo thuật từ đó luôn đúng không nào? Dạ đúng. Đây là anh con. Dạ. À, con tên gì? Dạ, con tên Lương Anh Tuấn. À, Tuấn ơi. À, con biết làm ảo thuật. À, thế thì trước giờ con đã biểu diễn cho em con xem chưa nào? Dạ rồi. Biểu diễn rồi. Em con thích không? Dạ, hơi thích. Hơi thích. À, tại sao lại hơi thích nè? Con không làm được, con bực con. À, nghĩa là con không làm được giống như anh thì con bực đúng không nào? Thì con nghĩ là con có đấu được với anh hay không? Dạ được. Con có chịu chấp nhận em con thách đấu? Dạ được. Được luôn. Thế là nãy giờ là con coi như con giấu nghề đúng không? Mình sẽ đi tìm hiểu. Tất nhiên có nhiều chỗ khác nhau, chẳng hạn trong nhà sách cũng có những cuốn sách mà người ta hướng dẫn cho mình làm ảo thuật. Dạ có, con mua một cuốn. À, thế thì bây giờ chú cháu mình có thể ra kia nghiên cứu được hay không? Dạ được. Mình có tờ giấy bạc, mình có giấy này. Bây giờ họ yêu cầu là tờ giấy bạc và tờ giấy. Thì chú sợ là mình sẽ làm hư tờ tiền này. Cho nên mình sẽ thay thế tờ tiền bằng tờ giấy này. Được không nè? Bây giờ là mình tiến hành là mình sẽ làm một tờ giấy nữa. Đúng không nào? Mình đặt tờ giấy bạc nằm chồng lên khoảng giữa tờ giấy. Rồi sau đó là lật ngược ra phía sau, cấp 2 mét của tờ giấy bạc là theo chiều ngang của tờ giấy. Đúng rồi. Là mình lấy đầu cây bút bi đâm xuyên qua miếng giấy và tờ tiền. À, xuyên qua nó nè. Đó. Tôi đã làm xuyên qua đúng rồi. Vẫn còn nguyên vẹn đúng không nào? Con 2 cộng, chú 2 cộng nè. Bây giờ là trồng 2 cộng thun vào ngón cái và ngón trỏ của 2 bàn tay. Xong rồi. Bây giờ sau đó nhúng nhúng hai sợi dây nè để cho khán giả thấy rằng chúng ta thực sự đang vào nhau. À, đang nhau chưa? Kìa, tự nhiên hai sợi thun tách rời nhau ra cứ như là phép lạ. Chú làm quá không giỏi. Bé mà chú. Con cũng làm được. Ủa vậy sao? Sao làm được? Nhúng 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 nhúng. Giật ra. Mình sẽ đi tìm hiểu. Tìm hiểu thêm nha. Dạ. Thì chú nghĩ là nếu mà mình thách đấu thật sự là mình sẽ phải viết một lá thư để mình thách đấu với anh. Thư thách đấu em là bé Trang, em của anh. Em viết thư này muốn mời anh thách đấu với em. Nếu anh đồng ý thì anh ký vào đây. Mẹ ơi, cho con đi học ảo thuật với mấy chú nha. Rồi, để cho bé con đi học với mấy chú, con đi học ngoan nha. Dạ. Đây, đây, đây.
Xin giới thiệu cho con, đây là chú Huỳnh Cường, hội trưởng của câu lạc bộ ảo thuật gia đình. Trước khi chỉ với con, bây giờ chú Cường sẽ diễn cho con trò thử mắt con nha, con có nhìn kịp tay chú Cường không? Tại vì ảo thuật cơ đội nổi là cái tay mình phải đánh lẹ, đánh lẹ, ảo giác, đánh dạ. Đi nước có gì đó không? Không. Không hả? Út chị gái không thấy có gì rớt xuống không? Không. Không hả? Để khăn nha, thì cuốn khăn lại. Đi nước còn không có gì ha, chú Cường đổ rồi. Đổ vô khăn lại. Là tôi uống đi. Còn không có gì con ha. Này, tặng cho con này. Này là gì con? Dạ con cá. À, nói vậy thôi, đây là những trò ảo thuật, nó thuộc về những cái kỹ năng con phải tập luyện rất nhiều. À, con chưa đủ tuổi để con tập được. Chứ còn chỉ có những trò cơ bản thôi nha. Dạ. Được không? Bây giờ chúng con sẽ rụt cái vòng vào đây. Con giữ yên nha. Nếu chú Cường điếm 1, 2, 3, chú Cường thả rơi cái dòng này ra, 1, 2, 3, thả như thế này. Thì sao? Rớt. Đúng không con? Dạ đúng. Rõ ràng ha. Con vẫn giữ yên nha. Bây giờ trước khi thả vô, con thử bọc thép nhẹ đây. À, giống như có thép trong đây nha. Rồi. Đấy, con giữ yên, con đừng chạy ra đây nó dụt. Giữ yên, 1. Đúng rồi, sao nó dụt? À, đó câu hỏi ai cũng hỏi gì? Tại sao nó dụt? Giờ thì giải thích con hiểu nha. Bây giờ con đang cầm như là bốn ngón tay con không để dụng đấy nha. Nó làm gì? Đường thẳng, song song đúng không? À, đúng. À, nhưng ở đây chú Cường cầm con cầm là cầm vuông góc, con phải quay cái cổ tay con giữ yên ở trên. À, quay ở dưới, quay cái cổ tay này. Như vậy gọi là vuông góc, hiểu không? Con phải cầm đúng tọa độ này. Sợi dây con coi có gì đặc biệt không? Dạ, không, là bình thường. Bây giờ chú Cường sẽ cột cái ly chú Cường dây này nha. Con thấy hả? Cột chưa? Rồi. Rồi. Bây giờ con lấy cái ly ra làm chú ơi. Mở ra, lấy ra. Mở ra chú. Kéo ra đúng không? Rồi, nhưng bây giờ chú Cường siết lại thì nó sẽ khóa lại đúng không? Rồi, đâu mở được đâu đúng không? Rồi. Vậy bây giờ con cầm cái dây này đi. À rồi, con đứng dậy. Con thấy nha, giờ nó dướng rồi sao chú Cường mở nó không? Dạ. Rồi, cầm tay lại đi. Rồi, tay. Rồi. Quay mặt lại nha, giờ chú Cường đang diễn mà chưa có chỉ đúng không? Con phải mở sau lưng con nha. Rồi nha. Rồi nha. Kéo đây, kéo ra. Chú Cường mở. Rồi, cái ly bị đứt rồi, đứt cái quài. Rồi, sao? Rồi, sao? Con phải nó dùng lại đi. Rồi, hiểu chưa? Hiểu. Con cảm ơn chú vì đã chỉ con làm ảo thuật để thi với anh. Chú Cường chúc con về tập cho nó thật là khéo tay để mà diễn thi đấu. Anh con thành công nha. Dạ. Sau một ngày chúng ta đã đi tìm hiểu đúng không? Thì bây giờ cảm giác con như thế nào trước khi vô vòng đấu? Dạ, con đi vô vòng đấu rất là hồi hộp. Bây giờ nếu mà Tuấn thắng bé Trang thì bé Trang phải làm gì cho anh Tuấn nào? Nếu mà con thắng là anh Trang sẽ gì nè? Dọn bàn cho con. Đặt ngược lại thì giờ nếu mà con thắng thì con muốn anh Tuấn làm gì cho con nè? Dạ, con muốn anh dạy bơi cho con. Oh, và đây mẹ con sẽ làm trọng tài. Hôm nay anh sẽ làm cái đồng thu này biến gạo bé trai. Wow! Con thấy tiết mục của anh con như thế nào? Dạ, hay. Hay. Đố anh mở được cái dây này qua qua đây. Anh không biết. Anh chẳng hay qua chứ. Rồi nè, con rút đi. Rút đi. Ui kì vậy. Wow! Con thấy như thế nào nè? Thấy trò này khó với lại hay. À, em thấy kỹ là anh muốn khó được cái môn. Wow! Có thấy như thế nào Trang? Hơi khó. Em sẽ làm cho cái này tự cột lại chứ không làm cho nó rớt xuống. Con thấy lại không? Dạ có. Con làm được đây hay không? Dạ không. Đã bao giờ con thấy chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ thấy đúng không? Ngay lúc này là em con sẽ biểu diễn cho con thấy. Tôi sợ nó rớt xuống.
Có nghĩa là tiết mục này thì sao con? Con nghĩ tiết mục này khó cho nên em Trang thất bại. Em Trang thất bại đúng không nào? Nhưng chú muốn là con vẫn giữ lời hứa với anh của mình, con vẫn giữ lời hứa với em của mình. Nhớ dạy em con bơi nhé. Nhớ chọn bàn cho anh con nhé. Được không nào? Con cảm thấy như thế nào khi mà hôm nay con đã thực hiện được ước mơ của mình? Con cảm thấy con bằng anh chứ không vượt qua anh được. Chú nghĩ là mình sẽ trau dồi thêm, hai anh em ở nhà cũng có thể là trao đổi thêm những cái kinh nghiệm. Chúc mừng con đã hoàn thành được ước mơ của mình. Chúc mừng mẹ đã có hai người con rất là tuyệt vời. Cảm ơn gia đình nhiều. Xin chào tạm biệt. Học cách làm sao để tạo ra một màn ảo thuật quả thật rất là khó đúng không nào? Chúng ta phải rất là nhanh tay, phải rất là khéo léo trong việc xử lý. Chị Mai Phương hy vọng rằng là với sự luyện tập thường xuyên thì Khánh Trang có thể vượt qua anh của mình luôn nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Chị Mai Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình kỳ sau.